cho đại gia đình nhà mình tất cả các sản phẩm gồm sứ bát tràng chỉ 10.000 đồng một sản phẩm. Xà kho mời bà con cô bác ai chưa xem thì vào xem cho biết, ai chưa sờ thì sờ cho thích bàn tay. Hôm nay tổng kho sứ bát tràng xà kho cho bà con cô bác tất cả các sản phẩm gồm sứ bát tràng chỉ 10.000 đồng một sản phẩm. Từ môi trao thì bát tràng chỉ 10.000 đồng một sản phẩm. Bát ô tô, bát cúc canh, các loại bát đĩa chỉ 10.000 đồng một sản phẩm. Nhanh tay bà con cô bác, chỉ trong 3 ngày xả kho trong 3 ngày viết 3 ngày tất cả các sản phẩm gốm sứ cao cấp bát tràng chỉ 10.000 đồng một sản phẩm. Nhanh tay mà lựa cho mình, cho đại gia đình nhà mình tất cả các sản phẩm gốm sứ bát tràng chỉ 10.000 đồng một sản phẩm. Xả kho mời bà con cô bác ai chưa xem thì vào xem cho biết, ai chưa sờ thì sờ trên bàn tay. Hôm nay tổng kho đang hình như là lên chợ vé không? Phải che nắng. Ai mua thì phải che nắng nào? Đẹp mai 23 đúng không? Mai 23 phiên chợ sổ 50 một chiếc, 100 một chiếc. Đẹp phải che nắng. Đẹp phải che nắng. Ai mua thì phải che nắng nào? Đẹp phải che nắng đây. Rio cửa sổ 50 một chiếc, 100 một chiếc. Đẹp phải che nắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.